lâu mới nghĩ những cái khi người nghe mày nghĩ rồi.
đây là gần như là cuối đường của Cà Mau. Thật đẹp. Ở đây đang đi về hướng Đá Bạc. Người ta gọi Đá Bạc là bởi vì có những cái cục đá nó óng ánh, nó giống như bạc nên người ta gọi là Đá Bạc. Cũng là gần như cuối của đất nước Việt Nam mình rồi. Sao chị?
không có cái nằm mà một chiều vậy đó. Cái này là Vương Bảo Đại Vũng Tàu. Ủa sao đâu rồi? Bao làm đây là cây phượng. Ừ đã khá vậy, bờ biển quá à ta. Việt Nam mình sao nóng như vậy hả? Việt Nam mình nóng như sao vậy? Nóng đứng ngoài đang thu đứng.
Đây là cái đèn hai đăng. Mấy chuyện tinh đây. Đi anh đi lâu quá mà. Đây là đang quay từ trong cái cửa sổ của Vua Bảo Đại, cái lầu thứ hai của ông, ra ngoài thành phố Vũng Tàu. Và đây là cái phòng của ông Vua Bảo Đại, phòng làm việc. Đây là phòng ngủ, không biết phòng ngủ của ai, nhưng mà cũng là nhìn ra hướng biển. Đây là cửa sổ ra hướng biển. Chú cha, cái máy này cũ quá vậy cũ. Chú cha phòng vọng. Là số mấy anh? Mình là số 17 à? 17. Bên đây 30 mét vuông, bên đây 400, bên đây hai bên này bằng giá tiền nhau. Biết mua bao nhiêu không? 250 ngàn. Bây giờ tao trả lời hơn là 300 mét. Xe hơi không chạy được, không chạy được. Em nhìn cái biển này nó làm em nhớ tới sông Clan hồi xưa ở bên tị nạn, làm em nhớ mình thấy cũng dễ sợ. Sông La với Phu Kịch nó gần nhau chứ. Thank you.
đường Hồng Thập Tử, còn đường ngang là đường Cách Mạng Tháng 8. Và bắt đầu đây là Bùi Thị Xuân, đây là khúc Bùi Thị Xuân. Bên đây đối diện là vườn Tao Đàn, hồi xưa là nằm bên góc này mà bây giờ thay đổi rất là nhiều. Hồi xưa không có cái nhà này, bây giờ có cái nhà này. Đây là Hồng Thập Tử, đường này đường Hồng Thập Tử, cái này đi thẳng về Dinh Độc Lập. Ở đây là những người làm nghề. Hôm nay không có cầu thang, không có dây nhợ gì hết, cái này rớt cái là chỉ có chết thôi. Vợ con ai nuôi, thầy chạy thiệt. Thấy khủng khiếp thiệt, nhà lầu vi lưng bây giờ quá trời quá đất.